Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong series hướng dẫn tạo vật liệu Escape của mình. Trong video thứ tư này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của kim loại và vật liệu phát sáng. Ok, chúng ta bắt đầu với vật liệu kim loại. Kim loại là vật thể sáng, dẻo, có thể rèn được để tạo ra các hình thù khác nhau, có tính dẫn nhiệt và dẫn điện cao. Kim loại được chia làm hai loại, kim loại đen và kim loại màu. Kim loại đen là kim loại có chứa sắt, gồm có sắt, gang, thép và hợp kim của chúng. Đây là loại kim loại có tính từ, bị hút bởi các vật có từ tính, ví dụ như nam châm. Kim loại màu không có thành phần sắt, là tên gọi của tất cả các kim loại từ sắt và hợp kim của sắt như là vàng, bạc, nhôm, vân vân. Trong ngành xây dựng, kim loại và hợp kim của chúng là những vật liệu quan trọng và có tính ứng dụng cao. Chúng có thể được sử dụng trong hệ kết cấu, vỏ bao che, bề mặt hoàn thiện, đồ nội thất, vân vân. Về mặt chuyển hóa vật liệu, theo mình kim loại có các hình thái cơ bản sau: đánh bóng, trầy xước, mờ, ăn mòn, gãy, bị oxy hóa. Với các hình thái trên cùng các loại kim loại thì chúng ta có thể tạo ra vô số hình dạng vật liệu khác nhau. Trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn tạo ra các hình thái. Các bạn hãy phối hợp các hình thái đó để tạo ra vật liệu kim loại mong muốn nhé. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu kim loại đánh bóng. Mình sẽ chọn vật liệu. Bật bản setting Escape lên. Mình quan trọng thanh metallic ở phần reflection. Mình sẽ kéo cái metallic này cao nhất có thể. Và mình cũng giảm grotnik để tạo độ bóng. Các bạn có thể thấy được là vật liệu của mình bắt đầu đã có độ bóng rồi. Ở phần color thì mình có thể điều chỉnh được cái màu sắc của vật liệu. Ví dụ như mình đang muốn nó là một vật liệu inox. Mình muốn cái vật liệu của nó là vật liệu inox sáng. Mình sẽ kéo màu này lên màu xám một tí. Như thế này. Ok. Đối với vật liệu kim loại mờ, mình chỉ cần tăng grotnik. Mình sẽ tạo ra một vật liệu kim loại mờ như thế này. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra vật liệu kim loại trầy xước. Đối với vật liệu kim loại trầy xước, chúng ta sẽ add một cái map trầy xước vào trong phần video. Mình sẽ chọn map này. Open. Bắt đầu kéo metallic lên để tạo tính kim loại cho vật liệu. Và mình cũng giảm grotnik để tạo độ bóng. Tiếp theo mình sử dụng map albedo làm map bơm. Tới gần hơn để điều chỉnh cái độ bơm. Hiện tại cái phần trầy xước đang khá là to, mình sẽ chỉnh lại kích thước của phần map trầy xước. Mình qua phần albedo và chỉnh lại kích thước. Cứ như thế này. Tiếp tục quay lại general. Hiện tại cái phần vết xước mình đang rất là đen, lý do là mình chưa image fader. Và map hiển thị đang sử dụng cái map có các phần trầy xước màu đen. Mình sẽ image fader nó lên. Ok, mình sẽ chỉnh lại về phần ngàm bơm một tí. Chỉnh lại màu sắc. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu kim loại trầy xước rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra các vật liệu bị ăn mòn, gãy hoặc là bị oxy hóa. Ok, để làm vật liệu này đầu tiên mình sẽ tìm ra một cái map hình rỉ sét.
mà mình đã tải về như thế này. Mình sẽ add vào phần Albedo. Chúng ta đã thấy cái map nó hiển thị lên bề mặt của vật liệu. Tiếp theo mình sẽ kéo metallic lên. Với mình sẽ không kéo metallic lên hết cỡ, vì bề mặt của phần vật liệu kim loại của mình đang có những cái chất bị oxy hóa rồi và nó không còn có tính chất của kim loại nữa. Nên là mình sẽ giảm cái metallic lại ở mức lưng chừng thôi. Tiếp theo mình add thêm mấy bơm và điều chỉnh cái độ bơm của vật liệu. Mình sẽ tới gần và điều chỉnh. Ví dụ như thế này. Thường thì các bạn có thể giảm cái gloss nick để tạo ra cái độ bóng cho vật liệu này. Ví dụ như thế này. Thì mình đã tạo ra được một vật liệu kim loại bị rỉ sét với một map duy nhất. Thì đối với cái những cái vật liệu mà có những cái thông số mà nó khá là chi tiết như thế này á, thì theo mình thì các bạn nên sử dụng những cái bộ map có sẵn thì nó sẽ tốt hơn so với việc là mình sử dụng một cái map bên ngoài. Ví dụ như là mình sẽ thay đổi cái vật liệu này thành một cái bộ map có sẵn như thế này. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn là phần chưa bị rỉ sét sẽ còn độ bóng và phần bị rỉ sét thì nó mất đi độ bóng. Ví dụ như ở đây, so sánh với chỗ này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu kim loại bị rỉ sét. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu lưới kim loại nha. Đầu tiên mình cũng chọn cái vật liệu. Bật bản setting vật liệu của Enscape lên. Mình sẽ bắt đầu add một cái map lưới. Có nghĩa là mình sẽ hiểu được cái map lưới á, là mình sẽ cần làm sao để mình thấy được cái phần, hay là mình sẽ tạo được cái độ nhìn xuyên qua. Nó sẽ có một cái phần xuyên qua. Thì sẽ có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất á, là những cái map PNR và có kênh alpha. Nếu bạn chưa biết được là kênh alpha và map PNR là gì thì bạn có thể tra Google. Thì đó là lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn thứ hai là chúng ta sẽ chọn cái map có cái phần mà mình muốn nhìn xuyên qua, nó sẽ là màu đen thuần như thế này và các đường của nó là đường màu trắng. Hai, lựa chọn thứ hai đó là cái phần nhìn xuyên qua của mình sẽ là màu trắng và cái phần lưới của mình sẽ là màu đen. Ví dụ như là mình sẽ add cái map này. Ok, nó sẽ là như thế này. Mình sẽ zoom lại gần để mọi người thấy rõ hơn. Đó. Thì bây giờ á, mình sẽ thêm texture ở phần transparency. Mình cũng chọn cái map nó luôn. Đó. Thì qua bên này, hiện tại mình đang thấy nó không có nhìn xuyên qua, tại vì là transparency này nó sẽ nhận cái màu đen á. Cái màu đen là những cái phần nhìn xuyên qua và màu trắng là những phần không nhìn xuyên qua. Những phần mà có màu trắng sẽ không nhìn xuyên qua. Ví dụ như mình đi tới gần á thì các bạn sẽ thấy được là gần hơn nữa. Đó, các bạn sẽ thấy được là, thấy không? Ở đây nè, mình sẽ thấy được là cái phần mà màu đen của mình nó bị nhìn xuyên qua, màu trắng thì bị giữ lại. Mình muốn nó ngược lại thì chỉ cần lật ngược cái kênh màu lại thôi. Nếu mình muốn cho nó ngược lại thì mình sẽ ấn vào Invent. Thì nó sẽ lật ngược cái map mình lại, sẽ tạo ra được cái map như thế này. Đó, thì mình bắt đầu hình dung được cái lưới rồi đó. Tiếp tục mình sẽ qua lại bảng General và kéo Matrix lên, kéo Rosinic lên và Image Fader nó một màu xám. Mình có thể cho cái lưới này lớn lên, chỉnh kích thước ví dụ như là 0.5. Ok. Đó. Mình qua General, mát luôn map boom để cho nó boom lên.
các bạn có thể thấy được là trước khi bơm và sau khi bơm nó rất là khác nhau. Để mình tắt, mình xóa này. Đó, trước khi bơm nó là một cái mặt phẳng thôi. Theo mình thì nên thêm mắt bơm vào thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn tạo ra một cái vật liệu lưới. Đối với vật liệu lưới này thì mình có thể ứng dụng một các vật liệu mà có mây tre đan, hoặc là những cái vật liệu mà nó có những cái lỗ để nhìn xuyên qua các vật liệu đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với một cái loại vật liệu mà khả năng là các bạn sẽ dùng khá là nhiều, đó là vật liệu phát sáng. Tiếp tục với phần lý thuyết nào. Phát sáng là hiện tượng kích ứng nhiệt. Hiểu đơn giản, vật liệu khi có kích ứng nhiệt phù hợp sẽ tạo ra một hiện tượng bức xạ và giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Trong Enscape, khi bạn tích chụp vào thuộc tính Shape Illumination, Enscape sẽ xử lý vật liệu của bạn theo đúng nghĩa đen, như thế là đang phát sáng và phát ra ánh sáng thực. Bạn có thể chọn độ sáng từ 1 đến 100.000 candela trên mét vuông và cũng như là màu sắc của ánh sáng. Khi bạn nhìn vào một vật thể phát sáng hoặc là vật được chiếu sáng, bạn sẽ cảm thấy bị chói mắt. Có thể hiểu độ chói luminance là đại lượng để xác định mức độ chói sáng đó, và đơn vị đó là candela trên mét vuông. Trên đây là độ chói của một số nguồn sáng thông dụng, ví dụ như là đèn sợi đốt 100W thì có độ chói sáng là 6.000 candela trên mét vuông. Đối với vật liệu phát sáng thì rất là đơn giản. Bạn chọn vật liệu và bắt đầu tích vào Shape Illumination. Khi tích vào thì chỗ ở phần Luminate điều chỉnh được cái độ chói của vật liệu. Thì ở đây mình biết được cái độ chói của một cái đèn sợi đốt 100W thì nó có độ chói khoảng 6.000 candela trên mét vuông. Và mình set nó là 6.000. Enter. Tiếp tục là mình có thể thay đổi được cái màu color của nó, màu phát sáng. Thì đèn sợi đốt thì mình sẽ set cái màu nó nghiêng về màu cam một tí. Ok, vậy là mình đã tạo ra một vật liệu phát sáng rồi. Ok. Đây là một cái đèn ngủ có chụp bằng vải. Thì mình muốn làm cái đèn này nó phát sáng lên. Mình sẽ sử dụng cái vật liệu phát sáng để tạo cho cái đèn này sáng lên. Mình sẽ chọn vật liệu và tích vào Set Illumination. Hiện tại á, cái chụp đèn của mình là sẽ là một cái chụp bằng vải. Thì đối với cái đèn ngủ á, thì cái lớp vải này sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất sẽ ngăn cái ánh sáng cường độ mạnh chiếu ra bên ngoài gây chói mắt. Thứ hai của nó là sẽ giúp cho việc tán xạ ánh sáng, làm cho cái ánh sáng nó mịn hơn. Việc của mình là mình sẽ setting lại cái phần Luminate, tại vì cái đèn của mình đã được giảm cái cường độ sáng rồi, khi đi qua lớp vải rồi, thì mình sẽ set cái phần này nó sẽ bé hơn. Thường thường mình sẽ set từ 2.000 đến 3.000. Mình thử set tầm khoảng 2.000 thôi. Ok. Mình nghĩ nên cao hơn một tí. 2.500. Tiếp tục là phần color, mình sẽ set màu sắc cho cái đèn này. Ok. Ok, vậy là mình đã tạo ra một vật liệu phát sáng rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các cách để tạo ra các vật liệu phát sáng. Thì đối với vật liệu phát sáng, vì quan trọng nhất của chúng ta là xác định được cái độ chói của vật liệu đó. Ok, mong là cái video này sẽ giúp được các bạn rất là nhiều trong công việc. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình. Và mình là Quách Minh Tiến.